Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra mưa lớn. Cơn mưa kéo dài từ khoảng 21 giờ 45 ngày 22 tháng 8 khiến đường phố bị ngập nặng, nhiều cây cối bị ngã đổ gây cản trở giao thông. Trước đó từ khoảng 22 giờ tối 23 tháng 8, nhiều khu vực tại Hà Nội bắt đầu có mưa lớn kéo dài đến đêm và rạng sáng ngày 23. Trong cơn mưa còn kèm theo những đợt gió giật mạnh khiến hàng loạt cây xanh trên các tuyến đường phố như Hồ Tùng Mậu, Ngọc Khánh, ngã tư Cầu Giấy, ngã tư Nguyễn Chí Thanh, Đê La Thành bị bật gốc, đổ xuống đường vô cùng nguy hiểm. Mặc dù trời mưa lớn kéo dài, người dân và lực lượng chức năng vẫn chủ động dọn dẹp một phần cây cối bị đổ ra đường nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông. Thời điểm 6 giờ ngày 23 tháng 8, qua công tác kiểm tra của công ty thoát nước Hà Nội còn một điểm ngập tại đường Vũ Xuân Thiều, giao thông đi lại khó khăn. Tính đến sáng nay, nhiều khu vực tại Hà Nội vẫn trong tình trạng ngập úng do ảnh hưởng của cơn mưa lớn kéo dài suốt đêm qua. Đặc biệt tại phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, nơi được coi là điểm đen về ngập lụt, người dân ngán ngẩm khi phải sống chung với lụt, việc di chuyển, sinh hoạt là vô cùng khó. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Đêm qua, mây dông phát triển rất mạnh ở khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ. Đặc biệt khu vực nội thành Hà Nội có mưa rất to, gây ngập nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố. Ghi nhận tại phố Triều Khúc thuộc quận Thanh Xuân vào sáng nay, nước vẫn chưa rút hết, ngập lụt gây ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống tại đây. Tại ngõ 68 phố Triều Khúc, hệ thống thoát nước quá tải, nước không thể thoát, ngập linh láng trào ngược ra cả phía đầu ngõ, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ngập đến 30-40 cm. Nói chung là xe thì chết máy nhiều. Đi lại thì là khó khăn lắm. Như con nhà tôi sáng nay đi ra là cũng phải đi bộ ra ngoài thì mới đi làm được. Thấy rất ảnh hưởng đến cửa hàng mình đang làm ăn ở đây, thì nó ngập này thì người ta đi qua ấy, người ta sẽ né đường ra, người ta đi ngõ bên thì rất ảnh hưởng đến công việc làm ăn của mình bên này. Em muốn chính quyền là nâng cấp đường thôi, nâng cấp đường cho nó cao lên một chút nữa, hệ thống nước và ống to một chút là được. Nó thoát nước nhanh, để này ngập có khi phải đến chiều mới rút hết nước được. Thưa quý vị khán giả, từ tối qua đến sáng nay, mưa lớn đã bao trùm khắp thành phố Hà Nội. Do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều tuyến đường đã chìm sâu. Ngay thời điểm hiện tại, tôi đang có mặt tại ngõ 68 phố Triều Khúc. Và phía đằng sau tôi đây, nhiều người dân đang phải đi lại vô cùng khó khăn. Nước thì không thể rút hết. Hệ thống cấp nước bị ùn ứ. Theo báo cáo của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lượng mưa đo được tại các trạm từ 19 giờ ngày 22 tháng 8 đến 7 giờ sáng ngày 23 tháng 8 như sau. Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm 138mm, Hoàn Kiếm 108,9mm, Hà Đông 102mm, Sơn Tây 93mm. Một số nơi khác như Hoài Đức hay Gia Lâm, lượng mưa cũng lên tới gần 100mm. Mưa cực suất lớn trong thời gian ngắn khiến nước không thoát kịp, gây ngập lụt hàng loạt tuyến phố ở nội thành như đoạn dốc Minh Khai, phố Bùi Sương Trạch, phố Nguyễn Văn Cử. Có nơi ngập sâu từ 30-40cm, khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Hàng loạt cây xanh trên các tuyến đường như Hồ Tùng Mậu, Cát Linh, Ngọc Khánh, ngã tư Cầu Giấy bị bật gốc, đổ ra đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện đi lại. Dự báo từ chiều và đêm nay, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, có nơi mưa rất to với lượng phổ biến từ 50-100mm. Cục bộ có nơi trên 200mm, đề phòng ngập úng tại các vùng đô thị. Đài khí tượng Thủy văn Thái Nguyên thông tin, trận mưa lớn kéo dài từ đêm 22 tháng 8 đến sáng 23 tháng 8 khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn. Tính đến sáng nay ngày 23 tháng 8, khu vực thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên và các huyện Đại Từ, Đồng Hỷ, Định Hóa, Võ Nhai, Phú Lương, Phú Bình vẫn đang mưa to, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa đo được trong 12 giờ qua tại một số khu vực như phường Đồng Quang, 141mm, Sông Cầu 120,8mm, Tân Long 107,6mm. Khu vực đường tròn Tân Long, Minh Cầu, Lương Ngọc Quyến, Bến Tượng, Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Bắc Sơn kéo dài, đoạn cổng Đại học Thái Nguyên mênh mông nước. Giao thông tê liệt, có nơi người dân phải đi lại bằng thuyền bơi. Hiện nay, mực nước trên sông Cầu tại các trạm thủy văn Gia Bảy, thành phố Thái Nguyên, Trã, thành phố Phổ Yên đang lên nhanh và xuất hiện lũ. Với diễn biến thời tiết như hiện nay, thành phố Thái Nguyên có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ven sông, sạt lở bờ sông và ngập úng. Úng ảnh hưởng đến an toàn đối với các tuyến đê ven các sông và những điểm sung yếu như bờ ta luy cao, bãi thải, khu vực dân cư sống ven sông. Trong sáng nay ngày 23 tháng 8, Thái Nguyên sẽ vận hành xả nước qua tràn xả lũ hồ Núi Cốc theo quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước cũng như để chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt.
Tính từ đầu năm đến nay, tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 500 ca mắc sởi, trong đó có 346 ca dương tính. Đáng chú ý, thành phố đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong do mắc bệnh sởi. Theo luật phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, thành phố Hồ Chí Minh đã đủ căn cứ để công bố dịch sởi. Tuy nhiên, việc công bố dịch còn căn cứ vào khả năng đáp ứng của thành phố. Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho rằng, việc công bố dịch cần tuân thủ theo quy định của pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm và theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thành phố Hồ Chí Minh mặc dù có số ca mắc cao, nhưng ngay từ đầu đã chuẩn bị rất tốt, có kế hoạch tiêm chủng vaccine sởi để chuẩn bị cho đợt dịch này. Đối với việc công bố dịch sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố chính, đó là theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm và khả năng đáp ứng của địa phương. Theo luật phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, thành phố Hồ Chí Minh đã đủ căn cứ để công bố dịch sởi. Tuy nhiên, việc công bố dịch còn phụ thuộc vào khả năng đáp ứng của thành phố này. Việc công bố dịch hay không sẽ do địa phương quyết định. Tiến sĩ Hoàng Minh Đức cho biết, theo quy định khi công bố dịch, vaccine và tất cả nguồn lực cần thiết của các địa phương sẽ sử dụng tại chỗ. Trung ương sẽ không hỗ trợ vì Trung ương chỉ hỗ trợ vaccine cho chương trình tiêm chủng thường xuyên, còn việc chống dịch thì địa phương phải tự chủ động. Trong những ngày qua, lượng bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng đến khám và nhập viện tại khoa y học nhiệt đới Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng đã tăng, trung bình mỗi ngày từ 10 đến 20 trường hợp khám. Bệnh xảy ra rải rác và chỉ ở mức độ 2A, không có trường hợp nào nặng. Tuy nhiên, trong mùa tựu trường sắp đến thì các chuyên gia y tế khuyến cáo cần chủ động phòng tránh bệnh tay chân miệng để bảo vệ sức khỏe cho trẻ. Trong những ngày qua, lượng bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng đến khám và nhập viện tại khoa y học nhiệt đới, Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng, trung bình mỗi ngày từ 10 đến 20 trường hợp khám ngoại trú, số lượng bệnh nhân điều trị nội trú là 30 bệnh nhân. Các bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng như sốt cao, ngủ giật mình, cổ họng bị lở loét. Hầu hết các bé đều nằm trong độ tuổi đi nhà trẻ hoặc mầm non. Tuy nhiên, phụ huynh cũng đã có những nhận định ban đầu và kịp thời đưa trẻ đến các cơ sở y tế. Là em cảm thấy là bé bị sốt, dạ, sốt tầm 38, 39 độ. Với lại trong miệng ảnh là bị lở miệng. Cái tay chân có những cái nốt đỏ đỏ, chấm chấm. Là em cho bé đi khám. Theo các bác sĩ, số ca mắc tay chân miệng được ghi nhận có giảm hơn so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, bệnh tay chân miệng diễn biến nhanh, có thể chuyển nặng trong vài giờ và để lại nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện sớm, theo dõi và điều trị kịp thời. Bệnh lý tay chân miệng là một bệnh lý lây qua đường phân miệng, tức là đường ăn uống. Nên khuyến cáo các bậc phụ huynh nên nâng cao các vấn đề vệ sinh cho trẻ, đặc biệt là những cái nơi mà tập trung đông người, ví dụ như là nhà trẻ, khu vui chơi. Và khi mà em bé của chúng ta có các triệu chứng nghi ngờ tay chân miệng, ví dụ như là sốt, biến ăn, chảy nước bọt hay là nổi mụn nước ở tay chân, thì nên đưa đến cơ sở y tế để các bác sĩ khám xem thử có phải tay chân miệng hay không và đưa ra các biện pháp tư vấn, điều trị và cách ly kịp thời. Năm học mới đang đến gần, để chủ động phòng chống bệnh tay chân miệng gia tăng khi trẻ bắt đầu nhập học, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng đã và đang phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng tại các địa phương, cộng đồng và một số trường mầm non, nhóm trẻ trên địa bàn. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, các bậc phụ huynh có con nhỏ cần lưu ý cách phòng bệnh, nhận biết bệnh để đưa trẻ đến các cơ sở y tế kịp thời.